Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, như đã hứa tôi sẽ sửa farm cái bộ Witcher cho đến khi mà nó update, nó thay đổi cái sức mạnh của bộ Witcher. Đấy là trên lý thuyết thì là như thế, nhưng mà đến cái ngày hôm nay, tức là ngày thứ ba khi mà tôi sửa farm cái bộ đấy thì tôi cảm thấy là nó đã không thể chịu đựng được nữa rồi, nha anh em nhá. Đấy, cái sức chịu đựng của tôi nó cũng có giới thiệu. Thế nên là tôi quyết định là tôi không chơi Witcher nữa anh em ạ. Chịu thua à? Đầu hàng anh em nhá. Và hôm nay sau bao nhiêu ngày cầm Witcher hành người ta, những cái phút giây sung sướng và thỏa mãn cho đến bây giờ nó không còn vui nữa. Nó mất đi những cái giá trị về cái sự chiến thắng, cái sự thích thú khi mà có được một trận thắng top 1 thì nó không còn nữa khi mà cầm Witcher anh em ạ. Thì ngày hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ khổ một lần anh em nhé. Khổ một lần cho biết. Chúng ta đã sướng quá nhiều rồi. Thế nên là hôm nay chúng ta khổ một lần cho nó biết nha anh em nhé. Thế nên là tôi quyết định là tôi sẽ chơi cái line up mà sẽ bị đấm. Đấy. Cái dã man. Hiện tại tôi cần có một cảm giác của một cái sự chiến thắng nó khó khăn hơn. Và khi chúng ta đạt được thì chúng ta thực sự thỏa mãn anh em nhé. Đấy. Heo Clyde lên được 2 sao, quá tuyệt vời. Trận này không phải là Clyde đó ra được 2 sao là tôi chơi đâu nhá anh em nhá. Mà trận này là tôi chủ động tôi chơi Clyde đấy. Bởi vì nếu mà bình thường ra Clyde là nó phải ra con ngựa các thứ thì tôi mới pick cái con heo Clyde đúng không? Đấy mà cái con heo Clyde tôi đã pick ngay từ giai đoạn ban đầu, tôi pick cái con heo Clyde ngay từ round đầu rồi. Đấy là anh em cứ yên tâm là trận này là đúng kiểu khổ dâm luôn. Rồi bây giờ vào game đúng không? Bọn nó chơi Witcher, tôi chơi Clyde. Tăng độ khó. Ok. Còn một cái viên ngọc máu nữa chúng ta có thể lấy cũng được. Anh em nhá. Nếu mà giả sử nhưng mà đánh chuỗi thắng được thì có thể tôi sẽ lấy tiếp một cái viên ngọc máu nữa. Để chắc chắn là đánh được chuỗi thắng. Ở trong cái meta mới bây giờ ấy là chúng ta sẽ không lấy giáp cho Clyde. Bởi vì làm sao? Bởi vì là đánh với Witcher thì cái giáp ấy nó không có cái ý nghĩa gì cả anh em nhá. Chúng ta sẽ lấy máu. Lấy máu thay cho cái việc là lấy giáp ở trong cái bộ này. Rồi, rồi, tôi sẽ up cấp lên. Để đảm bảo là đánh được một cái chuỗi thắng, một cái khởi đầu tốt đẹp với bộ cửa này sẽ phải là khởi đầu nó sẽ phải là tốt đẹp. Và sẽ phải kéo dài cái chuỗi này. Đấy. Chứ còn nếu mà bị cắt sớm ấy là toang với cái bộ Witcher nhá. Chơi Clyde là hết sức phải cẩn thận. Chúng ta xác định là chúng ta chơi với Witcher. Đấy, đây này. Thấy chưa, nó đã pick được cái con Shadow rồi. Đánh hết sức phải cẩn thận. Nếu muốn cho cái bộ Clyde mà nó tăng được ấy, ở trong cái việc là đánh nhau với cái bộ Witcher thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải lấy rất nhiều ngọc máu đấy. Đây rồi. Đã ra những cái con Clyde đầu tiên lên được 2 sao. Nhưng mà đến đây tôi lại có một chút gì đấy nó lại hơi sợ sợ anh em ạ. Hơi run. Liệu rằng chúng ta có đang đi đúng hướng? Dã man. Tôi lại thấy hơi run rồi đấy anh em ạ. Thật. Nhớ đến cái quả mà cái con Shadow nó xòe quạt một cái bay toàn bộ đội hình. Sau đó là 10 con dí một thì tôi cũng đang hơi có gì đấy hơi lăn tăn. Đấy. Tôi quyết định là tôi sẽ lấy thêm luôn một cái ngọc máu nữa cho nó chắc. Giáp là không ăn thua anh em nhá. Chơi với cả Witcher thì chúng ta lấy máu rồi. Nếu mà xác định chơi này thì máu rồi. Máu trâu. Rồi, để xem nào. Hiện tại là tôi vẫn chưa có được 4 Glacier đúng không? Chúng ta sẽ đánh 4 Glacier, 2 Clyde, đánh ở level 5. Ok, đây rồi. À không, 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 con này có rồi. Cần con Doctor cơ. Cần con Doctor cơ. Đây, như này mạnh hơn này. Doctor vào. Đánh ở level 7 thì sẽ là 4 Clyde kết hợp 4 Glacier đúng không? Đây, mua cái con này tí nữa chúng ta có thể là kiếm thêm tí quyển sách. Nếu mà giả sử như bộ Clyde mà nó lên 11 thì theo anh em là nó có ăn được không?
Lên 11 là kẹp 6 Glacier, 6 Clay thì có ăn được không? Theo anh em là có thể ăn nổi không? Nếu mà bây giờ ra con ngựa sớm nữa, ra con ngựa sớm tích được một đống đam. Ui, đao này có thua không nhỉ? Thôi chết rồi, đao này thua rồi. Đao này ăn nổi không? Nó súng chết rồi kìa. Ơ kìa. Hay quá. Trời ơi, bắp được cái bất tử hợp lý thế nhở. Vẫn giữ được chuỗi anh em ạ. Hay. Rồi. Đây rồi, Evo Clay này. Chúng ta sẽ có 4 Clay. 4 Clay đánh ở level 6. Được. Ở đây thắng thì chúng ta sẽ mua con sói này. Tôi vẫn sẽ hướng về là cái bộ human anh em nhé. Hướng về human kiếm sách này. Lên 11 xong rồi chúng ta đánh kiểu Glacier, Clay cũng ngon. Nhưng mà nếu mà trận này mà gặp Witcher sớm ấy thì nó cũng khó đấy, chứ nó cũng không dễ đâu. Xem cái tình hình như nào đã. Nếu mà khó quá thì chúng ta chỉ lấy mỗi ra một quyển sách thôi. Không tham anh em ạ. Tham làm gì, giữ máu lắm mà quan trọng. Late game cứ gặp Witcher mất mỗi round đâu đấy khoảng 20 máu rồi, đúng là lát người. Ui rồi ôi, một phát quá, ba con lên 2 sao luôn. Không có slot mà cho vào. Được đấy nhờ. Có vẻ như là chúng ta đang được độ chơi cửa này đấy. Đồ thì hơi lèo khèo một chút. Chơi bây giờ nhá, là chơi cửa này là một là đắp máu vào người thôi. Hai là gì? Là đắp đam vào. Càng nhiều đam càng tốt anh em ạ. Chứ còn không có giáp, không lấy một cái mảnh giáp vào luôn ấy. Tôi chắc chắn là tôi có giáp, tôi không bao giờ tôi lấy luôn. Giáp xoay, giáp xiếc các thứ không lấy nhá anh em nhá, tôi không lấy đâu. Tôi đắp cho là một là cái găng tay Kira, vừa có máu vừa có đam. Hai là cái gì? Hai là cái cầm đánh, thế là hết. Đó. Giờ chơi Clay tôi sẽ đắp cái đồ đấy. Úi dồi, ra phải lom này. Con này được nha, con này kết hợp với 6 Clay. Tí nữa kẹp Kira. Xác định là tôi là kẹp Kira đấy. 6 Glacier, 6 Clay thì nó lại không kẹp được Kira. Bộ đấy nó phải lên 12 mới kẹp được Kira cơ. Nhưng mà trong cái trường hợp mà không ra được 6 Glacier, 6 Clay thì chúng ta đánh 4 Clay thôi anh em. Đấy, 4 Clay thôi, xong chúng ta đánh 6 Glacier, kẹp thêm mấy con Velomancer này vào cũng được anh em ạ. Thế thôi, giáp không cần mà, cần gì giáp đâu, đúng không? Bây giờ ra con ngựa mà có đam thì chơi ngựa. Chơi ngựa, lấy đam xong chúng ta chuyển sang dần. Cách đánh thì có thể là chơi Clay vẫn ăn được Witcher đấy. Chia sẻ cho anh em cách đánh chơi Clay vẫn ăn được Witcher luôn. Đấy rồi, găng tay Kira đây rồi anh em ơi. Đấy, như đã nói nhá anh em nhá, như đã nói tôi sẽ lấy một là full đam này, hai là gì, là full máu chứ còn không lấy full thủ. Bình thường là cứ giáp thép này với cả giáp xoay các thứ mà không, hôm nay không nhá anh em nhá. Không lấy một cái mảnh giáp vào luôn. Có không lấy. Kiếm gãy đây. Đấy, kiếm gãy đi. Tôi đã nói là tôi lấy full công rồi. Tí nữa có thể lấy cái gì, lấy cái hút máu trừ giáp, lấy cái crit cũng được. Hoặc là thậm chí là lấy cái chém lan. Lấy cái chém lan, thêm một tí máu. Mà không hiểu sao ở trận này cũng có nhiều thằng có chơi Clay thế nhở. Hai lên 7 rồi này. Ơ nhưng bạn ơi, ơ bạn ơi, ơ bạn ơi. Ơ lên 7 không thua. Tôi ăn được không? Tôi ăn được không? Ui, mày chết con thỏ, con thỏ. Con thỏ, xong rồi. Úi bạn ơi, tôi nhiều máu lắm, tôi nhiều máu lắm, tôi nhiều máu lắm bạn ơi. 1k9 máu cơ mà. Con rơi này đi ăn làm sao được. Máu không tụt luôn này. Ui giời, xin chuỗi nhá.
Thực ra chúng ta có 4 Glacier đó. Úi ôi, này, anh em nhìn này. Từ từ nhá, Aegis Seed vào. Không, Aegis Seed kẹp vào ngon hơn. Glacier từ từ đã anh em ạ. Bây giờ con Velom này lên 2 sao tôi cho vào luôn. Hơi đen nhỉ. Ra là cái con sói lên 2 sao là tôi cũng hơi bị sót tiền đấy nhá. Cái con này nó không kích một cái hệ nào ở trong này luôn. Ở trong cái đội hình này luôn. Đấy nhưng mà nó mất 9 tiền. Nó mất 9 tiền của tôi. Thằng này 6 feather à? 6 feather nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được đâu. Kẹp được cả Aegis vào rồi, tôi nghĩ là cũng không thua được đâu. Ơ kìa. Ui tôi chết rồi. Không. Ơ kìa. Tôi chết rồi. Mấy cái con gây đam của tôi. Không, vẫn ăn được bình thường. Cái con heo Clyde là vẫn đấm được thì là vẫn ăn được thôi. Ok. Bây giờ ấy, cái bọn Witcher nó có một cái là nó chỉ cần một con Witcher thôi là nó phế Demon được anh em ạ. Anh em thấy không? Cái con heo Clyde của tôi là mất Demon. Ngày trước là phải hai con Witcher là mới phế được Demon đúng không? Bây giờ không, bây giờ chỉ cần một con Witcher thôi là phế được Demon rồi. Đấy, cái bọn Witcher được ưu ái rất nhiều thứ luôn. Từ cái việc phế những cái con Demon đi nhá, là chỉ cần bây giờ chỉ cần một con này. Sau đó là với 3 con thôi, kết hợp với Wizard thôi là đã có thể là vừa phế Demon này, vừa tất cả đồng đội đều là chuyển sang sát thương thuần. Sát thương chuẩn rồi thì đánh không tăng mana. Rất nhiều những cái bắp. Một line up rẻ tiền. Form dễ. Chỉ mất có 4 con để form. Chỉ mất 4 con rồi nhá. Để kích hoạt tộc hệ là mắc. Thế mà cái hiệu quả của nó thì rất nhiều những cái hiệu quả cộng thêm. Trả bù cho cái bộ 9 Warrior. Tiến sư là chúng nói đến 9 Warrior. Đã mất được 9 con để mà. Ui ôi, từ từ nha. Được đấy. Đập trứng luôn không? Đập trứng lấy chuối nhỉ. Thôi anh em ạ, đập trứng luôn lấy chuối. Không nói nhiều anh em nhá. Không nói nhiều đâu. Thế này nó là phải đập trứng rồi. Đấy, Velomaster 2 sao gánh bây giờ. Đấy, tôi cũng xin chia sẻ với anh em là cái bộ 9 Warrior nó mất tới 9 con để mà kích hệ. Kích full hệ tộc là 9 con. Gặp lại thằng này, may quá ra được Velomaster 2 sao. Thế là cuối cùng là chúng ta không thể thua được. Rồi, chắc chắn là ăn rồi. Quá bất công cho những cái lineup như kiểu 9 Warrior đúng không anh em? Mất 9 con để kích hoạt full hệ tộc và chỉ được cộng 16 giáp tiên sư nhà chúng nó. Thế nào nó gọi là cân bằng. Cân bằng là cái lúc mà nhà phát hành muốn là gì cân bằng lại con game để có thể bán được skin. Nó gọi là cân bằng. Người ta thích như thế. Như thế nó gọi là cân bằng ấy, phải không? Đấy. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đang gọi là kêu ca trong vô vọng ấy. Cho đến khi mà cái con Fallen Witcher nó bán đủ skin, đạt đủ KPI thì tôi nghĩ là anh em cứ yên tâm là còn lâu mới thấy được cái sự update ở đây nhá anh em nhá. Nó không phải là một cái sự vô tình anh em hiểu không? Update ở đây nó không phải là người ta update thêm hệ tộc sau đó thì người ta vô tình là bị là cái bộ đấy nó mạnh quá. Mà đây là bọn nó cố tình để cho cái bộ đấy mạnh để bán skin. Thế nên là dù có những cái số liệu ở trong game nó rất là rõ ràng khi mà rất nhiều người chơi spam thì bọn nó cũng không thay đổi nha anh em nhá. Chắc chắn cái điều đấy với anh em luôn. Thế nên là bây giờ chúng ta phải học cách sống chung thôi anh em ạ. Đấy. Sống chung với nó nhưng còn không thể nào có thể là không có nó được anh em nhá. Giống như tôi này này. Mặc dù là tôi đã ngán lắm rồi đấy. Và đến bây giờ tôi cũng không spam nữa. Ngán quá rồi anh em ạ. Còn nếu mà anh em vào anh em bảo tôi lươn, anh em bảo tôi là coi như là không giữ lời hứa thì ok thôi, anh em cho tôi xin lốt trận này nha anh em nhá. Nghỉ 2 trận vậy. Sau đó tôi lại sờ farm đến khi nào nhà phát hành thay đổi. Ok. Rồi.
2 Glacier kẹp với Warlock, kẹp với Aegisid, 4 Clay, tôi nghĩ là vẫn chơi được. Với tầm này. Hay là như này, bỏ bố vào bọn Clay luôn. 4 Glacier kẹp với Warlock. Này được không? Nha. Như này mạnh hơn không? Ok. Rồi, bán đi. Không chơi Clay nữa. Có một cái sự thay đổi nha anh em nhá. Tôi nhận thấy là Clay nó không ra anh em ạ. Tầm này ngựa nghiếc các thứ rồng giếc chưa thấy đến đâu nên mà tôi có con Velom Master 2 sao rồi nên tôi quyết định là quay xe sang 6 Glacier kẹp với cả Velom ấy. Anh em thấy hợp lý không? Ủa. Chú quỷ này. Vãi đái. Chú quỷ à. Phân vân quá nhờ. Chú quỷ lại chuyển sang Witcher. Chứ này lại không thấy. Ở trước thấy thằng nào chơi Witcher luôn nhá. Ảo thật đấy. Hay là bọn nó cũng ngắn giống tôi rồi nhỉ anh em nhỉ. Thế là thôi, hay là mình lại chuyển sang Witcher như lời hứa với anh em vậy. Đúng không? Anh em thấy tôi thế nào? Tôi vẫn là một cái người giữ lời hứa. Nếu mà bây giờ tôi lại chuyển ra tôi chơi Witcher Glacier. Hợp lý. Hợp lý phết đấy anh em ạ. Witcher Glacier à? À. Nhưng mà 6 Glacier 4 Witcher đánh ở level 10 à? Thế thì hơi phí con Velom nhỉ? Hơi phí hả Velom? 6 Glacier ra, 6 Glacier kẹp Velom. Có Medusa đây này. Bây giờ ra Witcher tôi thấy hơi muộn rồi. Hay là thôi, thôi anh em ạ, tôi ngán thật đấy. Ngán thật hơi buồn lôn đấy các bạn. Chơi 3 ngày rồi gì nữa đúng không? 3 ngày Witcher rồi. Hơi buồn lôn. Chóng mặt lắm anh em ạ. Thật đấy. Ta có một cái con Velomancer ở đây, tôi nghĩ là chúng ta đánh xoay qua quanh con Velomancer kẹp với cả 6 Glacier xem có đấm Witcher không. Trận này thế nào rồi cũng sẽ có thằng nào chuyển sang Witcher thôi. Anh em cứ yên tâm. Không thể nào có trận đấu nào không có thằng nào chơi đâu. Vấn đề là cái thằng nào chuyển sang thôi. Mấy cái thằng kiểu Feather các thứ là nó cũng hay chuyển sang Witcher. Đánh Witcher kẹp Feather cũng ghê phết đấy. Thôi thì cứ từ từ đã. Bây giờ chúng ta tích tiền đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ giữ cái đội hình này thôi. Bây giờ hiện tại là chúng ta có 4 Glacier kẹp với cả Warlock kẹp với 3 cái con Warrior ấy. Thì nói chung là tôi thấy là nó cũng ổn đấy. Ở cái giai đoạn này anh em nhé. Velom là bây giờ là được chơi rồi. Đấy. Velom ở trong cái đội hình này đấm cực kỳ mạnh luôn. Vừa đấm khỏe vừa đấm nhanh nữa. Đấy đây này, 6 Glacier đến nơi rồi này anh em này. Cái Wizard thì lên 9 là đủ bộ à. Nhưng mà thực ra nhá, trận này có Lancer anh em ạ. Lancer thì cần quá hay Wizard. Đúng không? Chơi Lancer chơi hàng Ryu luôn. Thôi thôi. Tôi chơi trận này tôi chơi hẳn hàng Ryu, tôi không chơi hàng Fake. Tí nữa lên 9 kiếm một Lancer nữa anh em ạ. Secret Lancer cho vào. Ở level 10 chúng ta sẽ kẹp được thêm một chú quỷ. Bây giờ ra chú quỷ rồi đúng không? Ok. Thế là chúng ta có thể chúng ta sẽ chơi 6 Glacier kẹp chú quỷ đấy. Anh em ạ, 6 Glacier kẹp chú quỷ kẹp với cả 4 Warlock. Quá tuyệt vời. Đánh ở level 10. Được. Ngoài ra chúng ta sẽ có 3 Warrior nữa. Đánh được anh em nhá. Ok. Trận này nhiều thằng chơi like thật đấy. Đấy chính là lý do làm sao mà chúng ta không ra những cái con Clay anh em ạ. Tranh nhau mà, tranh nhau bài. Nó cũng giống như cái việc chúng ta vào chúng ta gặp 4-5 ông chơi Witcher ấy. Thì Witcher là cũng không ra bài đâu.
Đấy, không không chơi thì nó lại ra, nhưng mà chơi thì nó lại không ra cơ. Bởi vì là nhiều người tranh nhau mà. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Một cái trận đấu mà 3-4 ông chơi cùng một cái lineup ấy thì chỉ có một ông duy nhất là được vào top thôi. Đấy, còn những ông còn lại thì khả năng xuống hố rất cao. Tranh nhau mà. Có những cái bài mà không phải tranh ấy thì nó sẽ rất là dễ ra. Những cái người mà không phải tranh bài của người khác thì bài nó rất là dễ ra anh em ạ. Đấy, như trận này anh em thấy là nếu mà tôi chơi ấy là cũng có tới 5 người chơi Clive rồi. Đấy, nhưng mà rất may mắn là tôi quay xe rồi anh em ạ. Trận này tới 5 thằng chơi Clive luôn. Không hiểu sao. Ảo thật sự. Không thể tin được luôn ấy. Tôi cứ nghĩ là ở trong cái meta này là người ta sẽ gần như là người ta không chơi nữa. Ok. Công nhận những người chơi cùng ở trong cái trận đấu này cũng dũng cảm thật đấy. Đâm theo cửa line luôn. Hay là lại ý tưởng lớn gặp nhau giống tôi. Có khi nào mà như thế không? Rồi, đây chúng ta sẽ có 4 Glacier kết hợp với cả 4 Warlock. Thôi tiết kiệm tiền lên 10 thôi anh em ạ. Quyết định là chúng ta sẽ chơi level 10 anh em nhé. Tầm này Velomaster lên 2 sao nên là nó vẫn rất là mạnh luôn. Velomaster 2 sao kẹp với cả 4 Warlock thì thực ra đánh chém nhanh cũng như là có một cái lượng đam hồi máu rất là lớn. Đấy, gặp 6 Assassin đánh ngon luôn. Đẩy 14 máu cho đằng Assassin. Rất khỏe. Cái tầm này sức mạnh đội hình ấy của con Velomaster 2 sao, nó là một con 4 đô 2 sao anh em ạ. Nó mà làm co tôi nghĩ là nó sẽ gánh tôi đến hết round 26 đấy. Tất nhiên là vẫn có thể bất chuối, nhưng mà tôi cũng không có ý định là tôi sẽ xả tiền ở cái level 9 để tôi form đủ bộ làm gì cả đâu anh em. Chúng ta lên 10 chúng ta kiếm con chúa quỷ 2 sao chơi thôi. Bây giờ còn 2 con nữa đúng không? Xác định luôn là chơi chúa quỷ hoặc là Secret Lancer thôi anh em ạ. Chuyện này tôi chơi 6 Glacier là xác định rồi. Đấy, còn co thì một trong 2 con 5 đô. Ở trong trận này là có thể kết hợp được với cái bộ Glacier. Tôi chọn là chúa quỷ hoặc là tôi chọn là con Segalanser. Nhưng mà chúa quỷ tôi vẫn ưu tiên hơn bởi vì đánh với cả Clive hơi nhiều. Đấy, còn nếu mà late game mà đánh với cả 9m này thì chúng ta chơi Segalanser cũng được. Ủa thử chết rồi, mất chuỗi rồi. Không được rồi anh em ơi. Ui xong rồi, mất chuỗi bằng 9m ạ. Thôi thì cũng được. Đấy, bây giờ mới ra ngựa này. Cũng được, tôi cũng xác định là mất chuỗi nhưng mà tôi giữ 50 tiền là được rồi. Bây giờ chúng ta có 50 tiền ở level 9, nó là quá tuyệt vời rồi. Và chúng ta sẽ up dần lên 10 đó. Thằng Clive đầu tiên ra đi rồi kìa anh em kìa. Trận này có thể chúng ta sẽ kẹp với con Medusa đấy. Có khi là kiếm lại cũng được. Nếu mà giả sử như mà chúng ta chơi với cả 9m sao ạ, late game. Nhưng mà tôi nghĩ là ở trong cái trận đấu này có nhiều Clive như này, 9m sợ không có cửa thọ đâu. Khó mà có thể thọ lên game. Ấy, có thằng chuyển sang cái bộ Witcher ấy kìa. Anh em ơi, không phải đâu. Không phải đâu anh em ạ. Có thằng có định chuyển sang Witcher đấy. Thằng Trung Quốc. Thằng Đài Loan. Đài Loan nó chuyển sang Witcher ở nơi rồi. Ok. Nói chung là lúc nào cũng có tinh thần ở trong trận đấu có Witcher thôi anh em ạ. Chúng ta chuyển sang Glacier chúng ta chơi. Một trong cái lineup mà không cần dùng mana nhiều lắm. Đánh nhanh, tăng stack nhanh. Ok, vẫn là ổn với những cái thằng chơi Clive. Giờ nó thiếu mỗi con Secret Lancer thôi. Thiếu Secret Lancer ở level 10 là được.
Ra một con thôi, chỉ cần ra một con thôi anh em ạ. 26 lên 10. Bây giờ là round 24, tôi nghĩ là cứ tà tà lên thôi, thong thả. Không phải vội đâu. Cái bọn này nó gánh được. Ngoài con Velomancer ra thì tôi còn có một con chú quỷ nữa. Cái lượng đam của nó là khá là lớn anh em ạ. Berserker có thể gây được đam. Có thể là cái thằng kia nó sẽ chơi Clive kẹp với cả Witcher đấy anh em ạ. Chứ tôi không nghĩ là nó sẽ chuyển hết tất cả đội hình đâu. Nếu mà chuyển đội hình thì hơi khó. Nhưng mà nếu mà chuyển Witcher kẹp Clive thì đấy nó cũng sẽ là một cái đội hình chơi được anh em nhá. Trừ khi là gặp những cái thằng khác chơi chơi Witcher thôi thì cái bộ Witcher Clive nó hơi phế. Nhưng mà nếu mà những cái thằng không gặp thằng Witcher ấy mà cái thằng đấy là chơi Witcher Clive thì nó lại khác đấy. Cái câu chuyện nó là khác đấy. Cái bọn Witcher nó sẽ có thêm cái giáp. Nó sẽ thêm người giáp của bọn Clive rất là mạnh luôn. Quả thực là nếu mà cái meta này mà không có Witcher ấy, thì Clive nó sẽ là cái bộ mà xếp thành meta đấy anh em ạ. Đấy, nhưng mà bởi vì có cái bọn Witcher nên là bọn Clive nó mới bị hãm đi đấy. Chứ còn cái giáp của bọn này cực kỳ mạnh luôn. Ở trong cái meta mới nó update ấy, là bọn Clive nó cực kỳ được ưu ái. Khi mà có thêm một tầng giáp nữa của cái hệ Clive, tức là chúng ta không cần kích cái hệ tộc, không cần kích là 2 Clive hoặc là 4 Clive, 6 Clive, nó đã có sẵn một tầng giáp rồi. Nên là cái bọn Clive nó rất khỏe. Đây này, nó chuyển sang đây này anh em ơi. Thậm chí là tôi thấy là ở đây là có tới 2 thằng là có ý đồ chuyển sang luôn nhá. Cái thằng bây giờ đang sắp chết đó, cũng đang có ý đồ chuyển sang đấy. Thằng Trung Quốc ấy. Đài Loan. Đấy, hút máu trừ giáp rồi, chả có ghép được cái gì cả. Tôi nghĩ là tôi lên dần 10 thôi. Bởi vì nếu mà bây giờ tôi lên 10 tôi cũng chưa có cái gì ghép vào anh em ạ. Lên dần thôi. Chưa cho là cái gì vào. Bây giờ mà có cái gì cho vào thì tôi cũng up 10. Nhưng mà chưa có gì cho vào anh em ạ. Cứ giữ 50 tiền cái đá cho nó đỡ phí tiền. Thậm chí là tôi giữ đến cái round 29 nó tự lên 10. Cũng là một ý hay nếu mà chưa có cái gì nhét vào trong cái đội hình này. Bây giờ ra Lancer thì tôi sẽ up 10. Không thôi, cứ từ từ đã anh em ạ. Bây giờ sợ thằng 9m thôi. Nhưng thằng 9m tôi hy vọng là cái thằng Clive nó sẽ giải quyết được cho chúng ta. Clive tôi nghĩ là sẽ giải quyết ngon ơ cái bọn 9m thôi. Không có vấn đề gì cả đâu. Bây giờ nói chung là cứ giữ máu đến khoảng 50 máu. Nếu mà cảm thấy là máu tụt thì chúng ta xả thôi nha anh em nhá. Trên này có thằng là định chuyển sang 6 lock ấy. Lại gặp 9m này, hơi đen nhỉ. Hơi đen. Ây à, đau đấy, đẩy đau phết, 15 máu. Úi rồi, một con chú quỷ nữa này. Nhưng mà thôi rồi, cứ từ từ. Tôi chưa up cấp. Hai round nữa tự lên 10. Không, giữ 50 tiền anh em ạ. Hai round nữa tự lên 10 thôi. Bây giờ sợ thằng gì đâu, chả sợ thằng nào hết. Tầm này đánh được rồi. Qua cái thằng 9m rồi đúng không? Nên là bây giờ chúng ta không sợ thằng nào hết. Gặp cái thằng Warlock đỏ tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Cái lượng đam ở trong cái trận đấu này là có. Về cơ bản là máu nó còn nhiều nên là chúng ta có quyền mà, chúng ta có quyền là chơi kiểu này. Không vội. Máu giờ gấp đôi cái thằng top 2. Gấp đôi cái thằng top 2 luôn đấy anh em ạ. Cái thằng top 2 nó lên 10 nó cũng có gần 50 tiền cả anh em cả. 43 tiền ở level 10. 9 Feather à? 9 Feather kẹp Metalit. Dí thẳng lên 10 luôn. Thằng này chắc là chơi 6 Warlock này. Thằng này khả năng chuyển sang 6 Warlock kẹp với cả 4 đỏ. Đánh ở level 9 nữa. Gặp luôn này, thằng này 6 Warlock rồi nhá. 6 Warlock kẹp 4 đỏ đánh ở level 9. Nếu mà ra được con Bad Omen, còn không là không có Bad Omen thì sẽ là đánh ở level 10.
Kẹp thêm được hai Glacier nếu mà ra Lancer nữa. Xong dồn đồ cho Lancer thì cũng căng đấy. Nhưng mà tôi dồn đam khỏe lắm, cái bộ của tôi nó đánh nhanh, nó dồn đam khỏe, không kịp hồi máu luôn mà. Cái bộ 6 Warlock luôn, không kịp hồi máu luôn. Đây rồi, ôi rồi, thôi. Nhưng mà lại không muốn lên 10, rao sau tự lên 10 đi cho đỡ phí nhỉ. Đúng rồi, rao sau còn một rao nữa tự lên 10 thôi. Lên 10 kẹp thêm con chú quỷ vào thôi mà. Sau đó đợi chú quỷ lên 2 sao rồi dồn đồ cho chú quỷ anh em nhá. Ok. 6 Glacier, 4 Warlock. Chúng ta đủ bộ rồi đấy. Round sau lên 10 kẹp thêm con chúa quỷ nữa anh em ạ. Quá là ok luôn. Chúa quỷ là một cái con demon anh em nhá. Demon 5 đô. Và nó có một cái, nó vẫn hưởng y nguyên cái bộ demon. Đấy chính là tăng 50% sức mạnh tấn công và ăn thẳng vào máu, chuyển thành thẳng thành sát thương chuẩn, ăn thẳng vào máu và giữ nguyên cái lượng đam là 100% đam cộng thêm 50% đam nữa. Chứ là không giống như cái bộ Witcher là chuyển hóa 100% đam sang sát thương chuẩn và không có tăng thêm 50% đâu. Không anh em ạ, cái này nó là vẫn tăng giống như cái bộ demon ngày trước ấy. Đấy, chúng ta đánh một mình con chúa quỷ thôi. Ok rồi, ôi anh em nhìn này. Loạn kiếm phân thây à, chém bọc 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 bọc. Đây đúng là cỗ máy xẻ thịt rồi, cỗ máy phay thịt rồi anh em ạ. Khỏe rồi, úi rồi, Velomancer có cơ hội lên 3 sao không nhỉ? Hay đấy. Được không? Thằng Assassin cũng sắp chết rồi nhưng mà nó lên được 10. Khi mà lên được 10 thì 9 Assassin nó sẽ kẹp được thêm Kira nữa. Hoặc là có thể kẹp cọc kẹp cá vào thì nó cũng rất là khỏe luôn. Bộ đấy đánh ở 10 khỏe đấy. Chưa chắc đã bay màu đâu anh em ạ. Assassin nhìn thế thôi. Clyde cũng thấy cũng lại bắt đầu lên rồi. Cái thằng Trung Quốc lên rồi. Thằng 6 Warlock lại nguy cơ cao là ra đi. 9m thì khả năng đi được không nhỉ? 9m gặp Clyde chưa nhỉ? Sao vẫn nhiều máu này, 21 máu. Thực ra là nó cũng đã bị đẩy một vài lần rồi đấy. Bad Omen quá tuyệt vời. Ui Dark Spirit. Ui thế thì hay là 6 Warlock anh em. Hay là 6 Warlock. Chúng ta chuyển qua 6 Warlock đi. 6 Warlock thì không có 6 Glacier được đúng không? Thôi như này đi. Ok. Thôi xong rồi, thằng này đi rồi. Thằng này đi chắc rồi. Tôi có Bad Omen cơ. Tôi vừa có Bad Omen, tôi vừa có Velomancer. Khỏe quá anh em ơi. Đi chắc rồi. Cũng là một line up đấy, nhưng mà hai số phận. Kẹp Glacier vào đánh nó tí hơn hẳn luôn. Ui rồi ôi, chú quỷ lên được 2 sao này. Thế thì bỏ con gì đi đây? 6 Warlock kẹp với 4 Glacier kẹp với chú quỷ. Được. Vậy là chúng ta đã chơi cái bộ 6 Warlock anh em nhé. 6 Warlock đi. Đánh cho đỡ bị sốc chết anh em ạ. 6 Glacier gặp Assassin nó sợ không trụ nổi. Bị sốc chết mất. Thế là mắc binh rồi đấy. Như này mắc binh rồi. Mắc binh trong cái bộ 6 Warlock kẹp với cả Glacier rồi. Không mạnh hơn được đâu. Trừ khi lên được 11 thì kẹp 6 Glacier, 6 Warlock. Nhưng mà không lên được. Chúng ta chỉ đánh ở level 10 thôi. Thì thế này là mắc binh rồi. Chúng ta sẽ đi được chọn một trong hai lineup thay đổi cho nhau luân phiên. Một là 6 Glacier kết hợp với cả 4 Warlock. Hai là 6 Warlock kết hợp với 4 Glacier. Đấy, sau đó kẹp thêm 5 đô chính là chú quỷ hết. Xong rồi nha anh em nhé. Ý là có chuyển gì thì chuyển sao. Cướp điên quá tuyệt vời anh em ạ. Lấy cướp điên nào.
Cúp điên tí cho Velamaser 3 sao cầm cúp điên thì nó lại thế giới luôn. Chúng ta đã thấy một cái cỗ máy phay thịt 3 sao. 4 Glacier cũng được, không cần phải 6 Glacier. Có cướp điên thì tốc độ của nó sẽ mắc rồi. Ok. Bây giờ chắc chỉ roll thủ tục thôi, chứ còn cái tầm này bây giờ có hơn được cái gì không? Trừ khi lên được con Velamaser 3 sao, đúng không? Đấy, Lancer này. Có khi chúng ta chơi 2 Glacier được thôi anh em ạ. Bỏ hai cá vào đi, đánh với cả 9m. Tôi thấy là cái thằng 9m nó sống hơi dài đấy. Tôi cho này vào, cho 9m nó đi đi, cho chúng ta dễ counter nha anh em nhá. Gặp Assassin thua mất. Quái dồn đam mạnh lắm. Ủa ôi, như nó chém kìa. Căng thật đấy. Ờ, nhưng mà tôi vẫn ăn cơ anh em ạ. Không thua cơ. Ờ, con này của tôi 3000 máu thôi, thua làm sao được. Dã man. Chú quỷ chết rồi, tưởng là thua, vẫn không thua cơ. Rồi, thôi, như này mắc binh rồi đấy. Giờ còn đợi nhà mết sang thôi. Đợi nhà mết sang thôi là được rồi. Cái con Second Lancer cửa chuồng của tôi nó một sao nó có thể ăn được. Anh em cứ yên tâm. Second Lancer kẹp với cả 6 Warlock, kẹp với 2 cá, dư sức ăn được 9m. Cái tầm này tôi nghĩ là đội hình này nó là sẽ là ăn được hết rồi anh em ạ, nên tôi cũng không chuyển nhiều đâu. Tí nữa có hay chăng là chỉ chuyển thêm được là gì? Là chúng ta đá qua đá lại cái bộ 6 Glacier với cái bộ này thôi anh em ạ. Bằng cách là kích hoạt Wizard, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Kích hoạt Wizard thì có một cái là chúng ta sẽ mất Demon anh em hiểu không? Mất Demon nên là tôi không có ý định là mất cái khả năng Demon của con chú quỷ đâu. Thế là thôi. Đấy, thằng này chắc chắn nó đi rồi, thằng này 10 máu là đi rồi. Không nói nhiều. Chúa quỷ còn sống, chúa quỷ còn sống, còn tới 4 con sống. Con chúa quỷ 5 đô 2 sao là mất 6 máu, hai con 5 đô 1 sao kia mỗi con mất 3 máu, 11 máu anh em. Đi rồi. Rồi, sau khi thằng 9m đi chúng ta nhẹ nhàng tình cảm hơn. Chúng ta cho 4 Glacier vào anh em nhá, bỏ cái bọn cá ra thôi. Bỏ cá ra thôi. Kiếm một con nữa, đây rồi. Berserker. Ok chưa, 9m đi rồi nhá. Xong rồi. Đấy, cái thằng Trung Quốc là cũng chuyển sang thành Witcher rồi đấy anh em. Chúa quỷ trận này cân hết anh em ạ. 6 Warlock kẹp với 4 Glacier. Bây giờ nó khác, nó không giống như vừa nãy đâu. Chơi Witcher kẹp với Clive. Không sợ. Ui, chú quỷ tụt máu rồi. Nhưng mà vẫn chưa chết cơ. Nhưng mà bên kia, thằng kia nó ăn được tôi kìa. Thằng 9 Assassin ăn được kìa. Điêu nhỉ. Kiểu gì mà ăn được. Vô lý nhỉ, ăn cái kiểu gì được nhỉ. Tôi không nghĩ là nó có thể ăn được, chắc là may mắn thôi, chứ còn cái bộ như thế kia thì làm sao mà ăn được. Rồi, roll nó. Chúa quỷ 2 sao, 5 đô 2 sao rồi, trong cái bộ 6 Glock, 4 Glacier. Vừa khỏe vừa trâu. Dark Spirit à, lên được 2 sao đi. Ra đi, ui ôi. Thôi, không kịp rồi. Chuyển vị trí con chú quỷ nhá, có thể rao trước chú quỷ bị bớ vào sớm. Chả nhé, 9 Assassin nó lại mạnh thì cỡ như thế hay sao? Làm gì có cái chuyện đấy. Ui giời ơi anh em nhìn kìa.
Anh em thấy con chúa quỷ của tôi chưa? Rồi ôi, gạt cho mấy phát đi hết. Xong. Vừa tròn 7 máu luôn anh em ạ. Giống cái thằng vừa lấy vừa tròn 11 máu. Khít khịt luôn. Rõ ràng là rất là mạnh. Đâu có yếu đâu mà bảo thua 9 assassin được. Trừ khi là Shadow lên được 3 sao thì mới may ra mới ăn được. Chứ còn Shadow 2 sao thì làm gì có cửa đâu. Đấy, chỉ còn may mắn thôi. May mắn là nó crit một phát là chết cái con chúa quỷ. Chứ còn để chúa quỷ mà hồi được máu thì thôi, xác định là không bao giờ ăn được anh em nhá. Chắc là video clip ngày hôm nay thì chắc là nghỉ ngơi như thế thôi. Chứ còn tối nay chúng ta quay trở lại vụ Witcher anh em nhá. Anh em cứ yên tâm, tôi không có lừa anh em đâu anh em nhá. Rồi, anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian mà anh em chưa biết cái meta hiện tại nó như thế nào, anh em có thể chọn clip bên trái cũng như là clip bên phải ở màn hình kết thúc anh em nhá. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!